Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 19 tháng 2 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, thời tiết trong ngày chủ nhật cuối tuần tại các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục ổn định với trưa chiều, chiều trời có nắng nhiều và khô ráo nên thuận lợi cho giao thông và du lịch của người dân miền Bắc. Đặc biệt, tại các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Bắc bao gồm Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, do nằm gần vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng hơn nên nhiệt độ cao nhất ngày còn tăng lên trên 29 độ. Dự báo, trong 3 ngày đầu tuần tới, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên các tỉnh thành thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chủ yếu duy trì kiểu thời tiết có mưa nhỏ vài nơi và hiện tượng sương mù trong buổi sáng sớm. Tuy nhiên, đến trưa chiều trời sẽ khô ráo hơn và có nắng với nhiệt độ tăng lên cao nhất ngày là từ 26 cho tới 29 độ. Riêng khu vực Tây Bắc tiếp tục phổ biến không mưa và nhiệt độ trưa chiều có thể lên đến 33 độ. Đối với khu vực Trung Bộ, cùng chung xu thế tăng nhiệt với các tỉnh thành miền Bắc, nên trong 3 ngày tới, toàn miền sẽ phổ biến ít mưa. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời lạnh trong thời điểm đêm và sáng. Trưa chiều, nhiệt độ sẽ tăng lên từ 26 cho tới 29 độ, có nơi sấp xỉ hoặc cao hơn 30 độ. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 28 cho tới 32 độ. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi và không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết sẽ ổn định trong hôm nay và vài ba ngày tới. Dự báo khắp khu vực trời hầu như không mưa và có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ trưa chiều tại các tỉnh thành Tây Nguyên ở vào khoảng từ 27 cho tới 30 độ, có nơi cao trên 31 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, dao động trong khoảng từ 32 cho tới 35 độ do nắng nhiều ít mưa độ ẩm không khí xuống thấp nên người dân tại khu vực này cần tiếp tục đề phòng hỏa hoạn và cháy nổ dễ dàng xảy ra để tiếp tục thực hiện có hiệu quả luật phòng cháy và chữa cháy quý vị hãy tích cực tìm hiểu kiến thức pháp luật về cách phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nắm vững những mối nguy hiểm về cháy nổ tại nơi làm việc nơi ở và các biện pháp phòng ngừa các địa phương cần thường xuyên tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc mọi nơi biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra góp phần đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người và tiếp theo sẽ vẫn dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 20 cho tới ngày 22, mây thay đổi, phổ biến không mưa ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều, dao động từ 26 cho tới 30 độ. Trong ngày 20, sau đó sẽ tăng dần lên ở mức là từ 27 cho tới 33 độ trong ngày 22. Phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù dài rác. Chiều chiều có nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 cho tới 28 độ trong ngày 20, sau đạt ngưỡng là từ 26 cho tới 29 độ trong ngày 22. Đối với các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong những ngày tới trời phổ biến đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, chưa chiều có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho tới 29 độ và có khả năng chạm ngưỡng 30 độ trong ngày 22. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 20 đến ngày 22, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất trưa chiều, có thể lên đến ngưỡng là từ 29 cho tới 32 độ. Trở vào Tây Nguyên, từ ngày 20 đến ngày 22, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày, có thể chạm ngưỡng là 31 độ. Khu vực Nam Bộ, từ ngày 20 đến ngày 22, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ và có nơi 35 độ. Thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều trời có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ trong ngày 20, sau đạt mức là từ 26 cho tới 29 độ trong ngày 22. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió hoạt động với cường độ trung bình yếu, tình trạng biển bình thường và thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc đến Đông cũng chỉ ở khoảng mức là cấp 4, mưa rông giảm xuống diện vài nơi và ít gây trở ngại cho hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!